sơn ốc rồi đấy, có chấm vào. Sơn ốc vài mông cái gì đâu. Đúng bạn nó kéo về đạn cao su. Đạn đi đêm. Đã 4 vạn, đã áp đường đi 4 vạn không bao giờ về đạn. Chị nói chung là còn zin 80%. Nghe em nghĩ con ghét như thế này là zin rồi. Thế này là khô đét đây này, các thứ của nó ngon rồi. Ốc nhái nó vẫn sạch sẽ này rồi, nhưng mà thằng công tơ thằng léo thử tua một tí. Đấy không quan trọng, quan trọng thực tế. Tính chất này là được. Khô đét. Chứ còn bảo xe 4 vạn không có chuyện 4 vạn. Ơi thằng nào nó bán nó chả thua. 4 vạn thì mẹ nó nhìn xe nó mẹ thật toàn bộ làm gì có chuyện, nó mẹ nó phải thế này. Những con ốc này là những con ốc thì mẹ nó nắp vào để cho mẹ nó bắt mắt này. Đây gì, còn đây đây gì ốc mới rồi, nó đây mới cái gì nữa. Xe thì gầm bẹ thì ngon rồi. Vấn đề là cây số mà đúng 4 vạn thì chắc là không phải. Xoay lại xem là nó đâm vào đâu không? Nó hút một ít rồi. Cánh cửa hay gì? Những cái này về khoảng nó theo phun phun như đen đen nữa. Chất. Đây là giờ nó phun lên mông. Đây đang xịt đây kìa. Nó xịt trong sạch sẽ, nó xịt qua. Bạn mua con xe ghét rồi về nhà thợ phải ra mua đồ con muốn vậy. Bạc bạc nó thì nó 8 năm rồi nó thế. Nói chung là cũng mới. Thế này thì mới giảm thanh này, cái con đồ trắng này là chuẩn 100% rồi. Ống đấy là còn mới ạ. Giờ nó phục cát đây, cát vẫn bắn đầy đây này. Thôi được rồi. Mà cái số thực thì chắc là không phải. Nhưng mà nó cũng là thằng ấy đấy, nhỉ, nó cũng trau chuốt xe đấy, đúng không? Khi nó bán nó trau chuốt ghê. Nhưng mình không để bẩn nhem. Đây là phải nó dọn rồi, tại sao nó dọn? Dọn chứ. Nhưng mà xe nó phải sạch thì nó mới dọn được sạch. Xe nó đã bẩn nên dài dọn thì nó vẫn có vết cả. Đúng, con này khô ráo này được. Hãy
khoảng gần 2 lít rồi. Vâng, tầm 2 lít rưỡi đến 2 lít bảy. Không phải, à quên, không quên mà không không phải lọc luôn nhỉ? Không lọc như đây. Mới thẻ. Ghét này bền phết đấy, dòng ghét này bền. Trước là em ghét nó còn ghét hơn đi bền hơn nhiều. Chờ gió này mới về. Zin của nó là không sáng, nhìn nó tinh xỉn. Nó lắp cho bắt mắt, zin của nó xỉn xỉn. Xỉn của nó bao giờ xỉn, không bóng loáng, nó bóng loáng cái này. Đã thông lại, đã thông lại rồi. Dọn hẹp nó đấy. Nhưng mà xỉn. Hay thôi, bắt mắt, nó cúi xuống, nó nhìn nó. Được chưa? Trắng quá.